mình test cái loại FH 28, sau khi làm loại xong mình cho anh em sẽ khác biệt nha. Xe này nó lật quá. Rồi dính chắc lên. Nè anh xuống nhìn nè. Xin thần xe dinh của anh nãy lên tới đây là đứng rồi. Làm xong rồi nó mở tua nữa. Mới lên được 160 rồi. Nó trời mưa rồi, sao test xe được rồi. Mưa rồi. Em cầu điện thoại mình ha. Xe này đi mấy chiếc rồi. Rồi, mua anh em nó xem clip nha. Không, không mấy em cho tôi test đi. Test cái nồi viên SH28 á. Này là lúc chưa làm nồi nha. Xe viên dính lên đừng cho nó chạy. Cho nó bớt. Nó kêu mới bớt giật. Rồi.